Dạ bà gọi con. Chứ hổm rày mày có dò la được tin gì không? Dạ đúng là con Mận nó có thai gần 3 tháng rồi đó bà. Thiệt hả Đa? Vậy thì lạ quá. Sao lại lạ hả bà? Chớ mày không thấy Đa, lâu nay tao với bà ba đi khắp nơi khấn vái Phật trời, mong sanh được đứa con đặng cho ổng vui lòng, nhưng cũng thất công. Cớ chi nó lại có thai một cách dễ dàng như vậy chứ? Việc này con cũng nghĩ giống bà, nhưng thật sự á nó đã có thai và cái thai ngày càng lớn đó Đa. Không thể để việc này xảy ra được. Nếu nó có con thì trước sau gì tao cũng bị người ta chèn ép, hất hủi, coi không ra gì. Chứ bây giờ bà tính làm sao đây? Thì phải ra tay trừ hậu hoạn chứ chi. Nhưng bà có kế gì chưa? Nhưng bà không sợ Đa, rủi ông với bà cả biết được á là tội nặng lắm Đa. Tao đâu có ngu mà đứng ra làm chuyện này. Phải biết gấp lửa bỏ tay người chứ. Bà muốn nói tới Mày đi với tao qua phòng bà Tư chơi, mày nhớ nói xốc nói xỉa vài câu đặng tao bồi thêm là được rồi. Đi, mày đi với tao. Hôm nay trời nóng khó ngủ quá. Em Tư, chưa ngủ hay sao? Dạ, trời oi bức quá nên khó ngủ. Chị cũng vậy hả? Buồn quá nên qua kiếm em nói chuyện phím chơi. Khi nào buồn ngủ thì về phòng ngủ. Chứ có chuyện chi mà chị trằn trọc không ngủ được vậy? Bộ có việc làm cho chị thấy phiền rồi suy nghĩ rối trí phải không? Thì cũng đang nằm thiêu thiêu ngủ, cái con này nó vô phòng nói chuyện tầm xàm làm bực mình hết sức à. Muội, em nói chuyện chi khiến chị hai bực bội luôn vậy? Dạ thì cũng ba cái chuyện con nghe người ta học lại đó Đa. Họ nói con Mận lúc này lên mặt lắm, đi đâu nó cũng khoe lóng rài nó được coi trọng nhất nhà. Nó còn biểu người ăn cái ở trong nhà phải thuận theo nó, chớ mai mốt nó sanh con ra thì nó sẽ làm chủ cái nhà này. Thì nó nói vậy là phải quá chứ đâu có gì quấy. Hễ ai sanh con cho ông thì được ông trọng, yêu quý nhất nhà chứ chi. Từ từ đã em Tư, em cứ để con Mùi nó nói hết coi có giữ bình tĩnh được không. Dạ, nó hỗn xược lắm Đa. Nó còn nói hành mấy bà. Nó nói á, trong cái nhà này chỉ có một mình nó là sanh được con để nối dõi tông đường, còn lại á không ai sanh nở được gì. Vậy nên coi mà lo thủ phận, chớ chọc giận nó không có nể mặt ai hết. Chà chả, thiệt đúng là khi con người ta gặp giận tốt thì nói ra lời nào cũng như đinh đóng cột đó Đa. Chèn ơi, nó làm trời làm đất vậy mà em tỉnh rủi sao em Tư? Chị nói thiệt, nó nói hành chị sao cũng được á, chứ nó bỉ mặt em như vậy á chị khó lòng mà bỏ qua. Nó dám bỉ mặt em sao? Thì hôm bữa vô tình chị nghe nó nói với người ta,
là nhà này sao lại chứa cái phường sướng ca vô loại, chỉ biết ca hát vui vui. Sao không giỏi mà sanh cho ổng một đứa con đi. Cô cứ tưởng lả lơi, rù quến được đàn ông, lên làm bà là tài lắm sao? Ý, cái quần khốn nạn, người ta đã giả lơ mà mày còn cố ý bươi móc lên làm sao? Mày đừng ỷ có giọt máu của ổng trong người rồi muốn làm gì cũng được, nghe không? Mày giỏi quá đa. Để tao coi, nếu mày không còn đứa con trong bụng, mày còn dám lên mặt thị uy nữa không chứ? Em Tư, bình tâm lại đi em, đừng có nóng giận quá, e hư sự đó đa. Nhưng em tính dụng kế chi vậy? Em là người rất hiểu chuyện, ai tử tế với em sẽ đối đãi đường hoàng. Còn đã xúc phạm em thì cũng đừng mong sống yên thân. Từ nhỏ em đã lăn lóc ở chợ đời, có việc chi mà em không dám làm chứ? Đừng có coi thường em. Em không bỏ qua đâu. Mình à, mình coi thử đồ đạc em xếp vào vali cho mình mang theo như vậy đã đầy đủ chưa? Nè, 4 bộ đồ mặc ở nhà, 6 bộ đồ vét, 6 cái cà vạt, 6 đôi vớ, còn khăn tắm á thì là 3 cái. À, mình có muốn mang theo áo ấm không? Mình cứ liệu mà sắp xếp, chứ mấy cái chuyện lắc sắc này mà cũng phải hỏi sao? Tại em sợ mình mang theo nhiều sẽ nặng, nhưng mà không mang á thì em sợ thiếu đó đa. Cô là vợ thì cô phải tự biết tánh ý của chồng mà lo cho chu đáo. Tôi còn làm mấy chuyện lớn ở ngoài xã hội, chứ có màng chi mấy cái chuyện nhỏ nhặt này. Lụa, con ra ngoài thắp nhang giùm cho má đi. Dạ.
Tân à, vợ con cho dù có tánh nhẫn nhục nhưng mà nó cũng biết buồn, biết tuổi. Con lạnh nhạt với nó như vậy sẽ làm cho nó đau lòng lắm. Với lại nó đang mang cốt nhục của con, nếu cứ buồn bã như vậy e sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Má à, con đang nhức đầu lắm. Ngày mai con phải lên trình quan lớn nữa. Con không muốn nghe má nói thì con đừng làm chuyện quấy, nghe không con? Nhưng con có làm chuyện gì quấy đâu mà má nói như vậy. Nó là vợ con thì nó phải biết dưng lại chồng chứ. Vậy chứ cái việc con tằng tiều với con Mùi để vợ con bắt gặp thì sao? Con tưởng vợ con đã làm thinh là vì nó không biết ghen hay sao? Má nói thiệt, chẳng thà nó nói ra chứ mà cứ để ấm ức trong lòng, rủi sanh bệnh, mai mốt sanh con ra tội nghiệp cho đứa nhỏ. Má à, việc đó đã qua rồi mà, bây giờ con không để xảy ra nữa đâu. Má đừng có lo nữa làm chi. Con nên lấy sự nghiệp làm trọng, đi làm việc xa nhà, đừng có để thiên hạ lôi kéo xa vào trai gái ăn chơi mà mang họa vào thân đó đa. Dạ con biết rồi má. Cậu này... Tôi xin lỗi ông. Dạ dạ, tôi xin lỗi ông. Dạ dạ. Ý trời 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 trời. Cậu trời. Cậu thấy thằng nhỏ mới chạy ngang đây không? Nó mới chạy ngang đây nè. À, hình như nó kìa. Đó. Trời ơi, tao thấy mày rồi. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại! Đứng lại! Người làm chi mà ngó tôi lơm lơm vậy? Bộ tôi mọc nanh á, mọc sừng hay sao mà dòm tôi dữ vậy chứ? Còn to họng nữa hả? Thời thế thay đổi rồi, làm ơn ngậm cái miệng lại đi, không chừng bị giả sưng miệng ở đa. Ông nhắc tôi mới nhớ nha, cha trả trước đây á, có người gây thù chuốc quán với chị Mận mà gieo cái nhân không lành á thì gặp cái quả hung dữ đó nghe. Phải kêu là bà Năm mới đúng đó đà. Bà Năm cái gì chứ? Ở đợ thì vẫn mang tiếng ở đợ thôi. Nó có bắt mọi người kêu nó là bà Năm á thì nó vẫn là con Mận ở đợ ngày trước, không thể nào khác được. Tôi á chỉ tội cho ai đó bị người ta làm cho thất tình thất chí mà thôi. Mùi à, Mận có nói với Hoa như vậy nè, ai cho cổ một á, cổ sẽ trả lại 10 đô đa. Hên quá, hồi đó mình hay cho chị Mận ăn bánh bao, chắc là kỳ này đó mình ăn bánh bao tràn trề luôn. Tôi chỉ sợ ai đó
đã cho người ta 6 cái bạc tai, bây giờ phải trả gấp 10 thì còn gì là mà. Xét ra con Mùi á, nó không có tội nghiệp bằng mày đâu Đực à. Rồi ăn cơm đi, đừng có nói qua tôi, tôi không có muốn nghe đâu. Mấy người á là đồ nịnh bợ, thấy nó mới leo lên làm bà là hồ theo đẳng nhát tôi hay sao? Tôi đâu có sợ nó đâu mà nhát tôi chứ. Đang nói lắp ráp gì đó Mùi? Không, tôi chỉ nói bông lơn vậy thôi. Nè Mận, chứ mày muốn trả thù việc tao trước đây phải không? Mày muốn tát tao lại cho nư giận chứ chi? Mày cứ thử tát đi, tao không có sợ đâu. Bộ mày tưởng lên làm bà Năm rồi thì muốn tát ai là tát sao? Muốn đánh cũng phải có lý chứ. Hiện nay ai cũng biết tao là vợ của ông. Trong nhà người làm đều gọi tao là bà Năm. Mày dám xưng mày tao, mày dám gọi tao là con này con kia thì có đáng bị ăn tát không? Hải, Đực, Lão Tam ra đây. Dạ. Cho bà gọi con. Con Mùi là người ăn kẻ ở trong nhà mà dám vô lễ với tôi, mấy người giữ tay nó lại để tôi tát vô mặt cho nó chừa cái thói hỗn láo. Mày dám? Bà hai ơi, bà cả ơi, con Mận nó thù giặc nó đánh con nè. Dừng lại, sao cô lại đánh nó chứ? Chị hai, nếu như người làm trong nhà dám kêu chị là con này con kia thì chị xử làm sao đây? Cớ chi em bây giờ đã là bà Năm, con Mùi dám trước mặt gọi em là con Mận, em không phạt nó thì sau này ai phục chứ? Bà cứu con đi, nó đem tư thù ra để hành con đó. Có mặt hai chị ở đây mà nó dám kêu em bằng nó, biết gì làm chứng cho em, đặng coi em đánh cho nó từ bỏ cái thói hỗn láo. Dừng tao lại, nó là người của tôi, cô không có quyền dạy nó như vậy. Vậy chị dạy nó cái thói hỗn láo dám kêu tôi là con này con kia sao? Nếu tôi đem việc này họp lại với ông á thì nó còn bị phạt nặng hơn nữa kìa. Mùi, tao tát cho đến khi nào mày kêu đúng địa vị của tao mới thôi. Cô định đánh nó chết hay sao? Mùi, mày kêu một tiếng bà Năm đi, mau kêu đi, nghe không? Bà Năm, nó kêu rồi đó, cô còn không chịu tha cho nó. Ôi dạ, đau quá, tự nhiên bụng tôi đau vậy nè. Có sao không? Cái tài động tay động chân cho nên động tới cái thai đó đã. Động thai kìa, động thai kìa. Để con gì bà nói. Đi, đi. Mày có đau không Mùi? Thank you.
hôm nay chắc cậu đi làm sớm hả? Nhưng mà bây giờ qua cũng đã về rồi, đi hóng mát một chút cho nó thư giãn đầu óc cái. Cái cậu này đứng kiểu gì vậy? Dạ xin lỗi, có sao không? Dạ có sao không ạ? Ê, cậu có thấy thằng nhỏ mới chạy ngang đây không? Nó mới chạy hướng này nè. Cảm ơn. Ê thằng kia, đứng lại không? Qua có việc rồi, qua đi trước nha. Dạ. Trời ơi, nhiều tiền quá mẹ ơi. Nhanh lắm. Đồ cướp giật lừa đảo. Cô ở đâu? Tôi làm gì có nhà mà chị? Chứ cái người đàn ông đi với cô lại, ông là cha nuôi của tôi. Ông lượm tôi từ khi tôi còn nhỏ, rồi nuôi tôi từ đó đến nay. Cái nghề này cũng là do cha nuôi tôi dạy lại đó. Thiệt ra là tôi biết làm vậy là quấy, ngặt cái không làm sẽ bị cha đánh, với lại trước mắt là sẽ bị chết đói đó. Đa cô có đói bụng không hả? Ý tôi nói á là cô có muốn ăn gì không, nhưng trước khi đưa cô đi ăn tôi sẽ sắm cho cô một bộ đồ sạch sẽ hơn, chứ dòm cô như vậy lượm thượm quá. Quang từ từ thôi. Nè, uống miếng nước đi. Sao? Quang thấy ngon không? Dạ ngon. Lâu lắm rồi tôi mới ăn được một bữa no nê như vậy á. À, phải rồi, cô nói là cô tên gì tôi quên rồi. Dạ Sen. À cô Sen nè, tôi hỏi thiệt nghe, sắp tới đây cô tính làm sao? Đừng có để tôi thấy cô quay lại cái nghề cũ nghe không? Tôi cũng sợ lắm. Nhiều khi ngủ tôi nằm mơ tôi thấy mình bị người ta đánh, rồi bị bắt vô bó tra khảo cho đến chết luôn á. Cô còn trẻ, tại sao không nghĩ cách thoát ra khỏi cảnh này để sống đường hoàng hơn? Bộ cô muốn sống mà lúc nào cũng nơm nớp lo âu, sợ sệt hay sao? Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà... Thôi, tôi hiểu rồi. Quan tiếp đi. Có phải là cô cần vốn liếng để kiếm sống đúng không? Ừ. Được rồi, tôi sẽ giúp cô. Ông giúp tôi thiệt sao? Ừ. Nhưng bằng cách nào chứ? Trước mắt tôi sẽ thuê nhà cho cô ở, sau đó thì giúp cô học nghề may vá chi đó, đặng không phải lo gì kiếm tiền độ nhật nữa. Cô thấy tôi tính vậy được không? Ông không gạt tôi chứ? Nhưng sao ông lại tốt với tôi luôn vậy? Cô nhìn tôi giống người gạt cô lắm sao?
Thật ra đó, tánh tôi hay thương người cô thế. Nếu như cô biết nghe lời tôi, quay lại đường ngay lối phải, thì tôi sẽ không tiếc công sức giúp cô như đã hứa. Cô đừng có ngại tốn tiền. Tôi xin giới thiệu cho cô biết, tôi là con của ông hội đồng ở dưới Cần Thơ. Tiền bạc đối với tôi thì không thiếu, nhưng phải coi xài có đúng chỗ không. Cô sao vậy? Tôi cảm động quá. Từ nhỏ tới lớn chưa có ai tốt với tôi như ông đây. Bao lâu nay tôi lăn lộn để kiếm sống, bữa đói bữa no. Nhiều lúc nhìn thấy thiên hạ mua sắm say xài mà tôi thấy tủi cho phận mình. Thiệt chắc ông trời thương cho hoàn cảnh của tôi nên mới cho tôi gặp ông. Xin ông cứu giúp giùm, tôi đội ơn ông suốt đời. Nếu tôi giúp cô, liệu sau này cô có chịu làm theo lời tôi không? Ông kêu tôi làm cái gì tôi cũng làm hết á. Tôi nói chơi vậy thôi, chứ tôi đâu cần cô phải làm gì. Chỉ cần cô trở thành người tốt là tôi thấy vui rồi. Cô ăn tiếp đi. Cớ gì mày thấy nó mà không chịu tránh đi? Nó bây giờ đâu phải như trước nữa. Mày ngu quá à. Tự dưng đưa mặt cho nó đánh làm chi? Đã vậy còn làm tao bị bỉ mặt nữa chứ. Cái con đó nữa, lại con này con nọ, liệu mà giữ hồn đó đà. Bà hai, chuyện gì đó? Vô đi. Dạ, thưa bà hai. Chết rồi bà hai ơi. Ông vừa nói đó, con mùa này nó hỗn láo với bà Năm nè, nên ra lệnh cấm không cho nó ăn cơm 3 ngày luôn. Ông còn nói đó, vì động tay động chân, cho nên bà Năm không khỏe, phải chờ thầy thuốc tới khám. Nếu cái thai có mệnh hệ gì đó là đem con mùi á đi bỏ tù luôn đó ra. Bà. Dạ thưa bà hai, con đi mừng việc đó ra. Nó ỷ có cái thai nên làm trịch làm thượng mà. Kiểu này không xem ai trong nhà ra gì hết trọi. Nó được đặt chân lớn đằng đầu. Bây giờ á, nó có nói gì ông cũng nghe hết mà. Không được, không thể để nó tác yêu tác quái được. Vậy thì bà tính sao? Phải tìm kế trị nó. Ý của bà là phải tìm cách loại cái thai đó đi chứ sao? Bà làm vậy coi mọi nguy hiểm lắm, rủi ông biết đặng là chết. Mùi, mày có muốn trả thù không? Tao sẽ để mày tự tay hại nó cho nư giận nghe không? Cô vô đi. Cô thấy sao? Đây là nhà tôi thuê cho cô ở. Đồ đạc trong nhà này tất cả là của cô hết.
coi như cô đã có chỗ ở rồi. Còn việc học nghề á, ngày mai tôi quay lại rồi tính tiếp. Thôi tôi đi nghe. Ủa à, chứ còn anh ở đâu? Rủi tôi có việc gì cần rồi biết tìm anh ở đâu. Cô không cần tìm. Cô không cần tìm tôi làm chi. Rảnh rỗi á, tôi sẽ đến thăm cô. À nè, cô cầm số tiền này để mua sắm lắc sắc chi đó. Đừng ngại, cầm đi. Tôi đi nghe. Xuống đi. Chớ cái giọng đó nằm dễ chịu lắm. Tao dâng sẵn cho mày đó. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Đang mang thai, nằm võng không có tốt đâu. Ủa sao vậy chị cả? Em đi bộ lòng vòng nãy giờ thấy mỏi chân, cho nên tính ngồi chơi chút cho đỡ mệt. Em mới có thai nên không biết kiêng cự chi hết, cớ chi lại mắc cái võng ra đây chứ. Dạ em không có mắc. Em thấy cái võng ai treo sẵn rồi ở đây đó đa. Kỳ dữ không? Tự dưng sao lại có cái võng treo ở đây chứ? Nghe chị dặn nè, có thai không có được nằm võng, rủi mà nó đứt thì mệt ra. Vậy hả chị? Em hiểu rồi. Thôi em vô nhà nghỉ đây. Em ra đây đi. Làm gì mà đứng lấp ló trong đó vậy? Chị cả, cái giọng này là do em mắc sao? Dạ không. Chứ em đứng đó có thấy em Năm nó tính ngồi giọng không? À dạ thấy. Em cũng biết có thai mà nằm võng là không nên. Vậy sao em không can ngăn cổ chứ? Rủi có bề gì ông trách phạt thì sao đây? Hay là em biết mà không muốn cản? Dạ em tính cản, nhưng chưa kịp là chị ra đó chứ. Chị cũng mong là em nói thiệt lòng. Giờ chị nghĩ em đang nói gạt chị sao? Tối gì mà
chị hay nghĩ xấu về em như vậy. Nếu em ngay thẳng đó, sao không ra mặt mà đứng lấp ló làm chi? Mình đường hoàng thì cần chi phải lén lút. Chị khéo nói chơi quá đà. Em có lén lút gì đâu, em đang đứng hóng mát mà. Nè, em nhìn thẳng vô mặt chị mà nói chuyện nè. Chị làm như thấu hiểu được bụng dạ của em hay sao đó chứ. Cớ chi mà trong nhà này xảy ra chuyện là chị lại đổ cho em. Em sống với chị bao nhiêu năm nay mà chị không tin em, mà còn thù em, ghét em luôn vậy đó. Chị có giỏi thì bắt quả tang, chứ đừng có nói xa nói gần rồi kết tội người ta. Tôi đâu có ngu đặng cho chị nắm thóp chứ. Cái quân nào mà ác nhân dân giọng kỳ vậy trời. Mùi, Mùi à, mày đâu rồi Mùi? Mận, chứ em thấy trong người không khỏe sao? Mà cứ ở riết trong phòng không chịu ăn cơm. Em thấy mắt ói và chóng mặt luôn quá. Vậy chắc là cái thai nó hành. Em đã uống thang thuốc dưỡng thai mà chị sai người hốt về cho em chưa? Dạ em uống rồi. Tự dưng sáng nay em thấy mệt. Ừ, thôi nếu hơi mệt á thì cứ ở trong phòng nghỉ cho khỏe. Để chị kêu lão Tam bưng thức ăn vô cho em. Dạ, con chào bà cả, con chào bà con Năm. Để đây đi. Mời bà Năm ăn. Em ăn đi cho nông. Đừng có để bụng đói mà không tốt cho thai nhi đó đa. Ủa, canh này là canh gì đây? Dạ, đây là canh bùa ngót, nấu đặng cho bà Năm ăn cho mát. Nhưng lúc nãy trong mâm cơm y như không có món này phải không? Dạ, món này nấu riêng cho bà Năm ăn. Ai biểu nấu vậy? Dạ, tại em đang nóng trong người cho nên chị hai mấy bà cho lão Tam nấu cho em ăn đó mà. Em đã ăn mấy lần rồi? Dạ cũng được 2 lần. Thiệt tình, em đang có thai không được ăn loại canh này. Sao vậy chị? Em ăn vào thấy mát mẻ trong người, dễ ngủ hơn đó chị. Em à, món này tuy là mát vậy nhưng người mang thai thì không nên ăn. Mùi, coi bưng xuống đi. Dạ.
Mận nè, sau này đó có ăn chi uống chi cũng phải hỏi qua ý chị. Đàn bà đang thai nghén phải kiêng kỵ đủ thứ nghe không? Dạ. Em hai, chị có chuyện muốn nói với em đó Đa. Chứ em vô tình hay cố ý mà bà cho em Năm ăn canh mồm ngót vậy hả? Em có biết á là đàn bà có thai kiêng kỵ ăn món đó không? Cũng may là trời Phật còn thương nên cho chị thấy kịp thời, chứ không á ăn riết á là xảy ra chuyện lớn đó. Ủa sao vậy chị? Tại em Năm than nóng trong người nên em nghĩ ăn canh bồ ngót vô sẽ làm mát mẻ dễ chịu hơn mà. Em khéo bài chuyện tầm xào. Thuở đời nay ai có thai mà ăn canh bồ ngót chứ? Nó dễ bị sảy thai lắm, em có biết không? Ý, thiệt vậy hả chị? Chứ em đâu có biết cái món đó mà có hại dữ vậy nè. Nào giờ mỗi lần bứt rứt trong người em ăn cái món đó thấy đỡ nên mới bài vẽ lại. Coi như là tại em hồ đồ. Thôi từ rại em không dám bài biểu chi nữa hết. Nếu em không biết á thì thôi, chị sẽ bỏ qua không nhắc lại chuyện này. Nhưng từ rại á phải để ý một chút, em làm chi á cũng phải cẩn trọng, kẻo á đặng mất hòa khí chị em trong nhà đó Đa. Dạ. Mùi, vô đây tao biểu coi. Dạ. Dạ, bà cho gọi con. Mày làm cái giống gì hả? Mày làm cái giống gì hả? Cớ gì á, mày đợi bà cả bước vô phòng mày đem tôi canh lên hả? 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 Mày hả? Dạ, con đâu biết có bà cả trong phòng bà Năm đâu bà. Cái đoạn hại hả? Rủi tao mà có chuyện chi á, thì mày khó sống nghe chưa? Nghe rõ chưa? Nghe không? Nghe rõ không? Nghe không? Nghe rõ chưa? Nghe không? Nghe không? Bà tha cho con bà. Nghe rõ không? Nghe không? Nghe không? Bà hai đánh con đau lắm phải không? Dạ, con cũng quen rồi. Tại con làm không đúng ý bà nên bà giận con. Bà thấy tội nghiệp cho con quá. Bà thấy con ngu lắm phải không? Con làm việc gì cũng thất bại hết. Con đừng nghĩ vậy. Nếu biết dụng thì mới thấy hết cái tài của con đó Đa. Con không hiểu ý của bà. Chị hai cạn nghĩ nên làm việc chi cũng bị người ta dòm ngó. Rốt cuộc người chịu trận lại là mày chứ đâu phải chị. Bà nói phải lắm. Coi bộ bà hiểu con còn hơn bà của con nữa Đa. Chứ con không nghe người ta nói câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng sao? Nếu mày chịu đi theo bà thì bà sẽ bài biểu mày, đặng mày khôn ngoan hơn nữa. Dạ, con ấm ức trong lòng lắm. Con cũng muốn hại con Mận cho đã nư giận. Ngặt, chưa làm gì được con đã bị rầy, bị đánh rồi. Chị hai chị tức nên mới trút giận lên mày thôi. Cầm lấy mấy bạc cắt này, muốn mua sắm gì á thì tùy ý.
Sao bà lại cho con tiền? Tánh bà hay mũi lòng, thấy mày tội nghiệp nên bà thương. Dạ thôi, con không dám lấy tiền của bà đâu. Con chỉ muốn á, bà bày kế giúp con trả mối hận này là con đã vui mừng lắm rồi. Muốn trả hận thì dễ thôi, chỉ sợ mày không dám làm. Bà nói đi, con không sợ chi hết, miễn con thấy con mận bị hại thân sơ thất sở luôn á. Vậy mày phải tàn nhẫn hơn thì mới làm nên chuyện. Đã diệt thì phải diệt cho tận gốc, chứ mày làm không đến nơi đến chốn, rồi người ta biết thì mày hết sống đó đa. Bà muốn mày phải theo bà, vâng lời bà. Sau này bà lên nắm quyền cai quản cái nhà này, bà không quên mày đâu. Dạ, chứ bà biểu bây giờ con phải làm sao? Tao có một kế, nhưng nhớ không được học lại cho bà hai nghe không? Dạ, con hiểu ý bà. Mày kề tai đây, tao bày kế cho mày trả hận. Từ từ thôi em. Bà Phương. Dạ. Xuống bếp bưng tô cháo gà ác hầm hột sen lên cho bà Năm ăn. Dạ. Tôi kêu ông Tam nấu riêng cho em Năm ăn đặn bồi bổ. Món này á tốt cho đàn bà mang thai lắm nghe. Em Năm, em ăn đi cho nóng. Thỉnh thoảng á, chị cũng biểu lão Tam nấu cho vợ thằng Tân ăn. Ngon mà bổ dưỡng lắm đa.
Em Năm, có chị cả chăm sóc như vậy thiệt là có phước. Em cũng nên cảm ơn chị, nghe không em? Dạ, em cảm ơn chị. Thôi, em ăn đi. Ê, bà Năm, tôi xin bà đừng ăn tô cháo này. Chuyện chi vậy lão Tam? Không lẽ cháo nấu chưa chín? Dạ không. Tại tôi nghi trong cháo có miệng chai. Lão Tam. Dạ. Ông nói cho rõ sự tình. Dạ. Việc này là sao? Dạ. Thưa ông, tôi nấu cháo cho bà Năm theo lời dặn của bà cả. Lúc cháo chín tôi múc ra rồi đi xay chút tiêu bỏ vô cho thơm. Ai dè tới khi quay lại á, ai đã múc chén cháo ra rồi. Tôi tính đem nồi đi rửa thì có cái chi giống như miếng chai xay nhuyễn dính trên miệng nồi. Tôi nghi ngờ nên vét chút cháo còn lại coi thử thì đúng là miếng chai lợn cợn ở trong đó. Dạ. Ai mà dám làm chuyện thất nhân này chứ? Bỏ miếng chai vô cháo đặng cho bà Năm đau bụng phải không? Dạ thưa ông, tôi nghe nói đây là cách hại người đàn bà mang thai rất là nguy hiểm. Một khi mà họ ăn miếng chai vào trong bụng á, thì sẽ làm cho người ta đau bụng rồi trục thai ra ngoài. Ông là người luôn có mặt ở dưới bếp. Dạ. Ông biết ai làm chuyện này mau chỉ mặt. Dạ. Lúc trở vô á thì tôi thấy một bóng người lảng vảng quanh bếp. Người đó là ai? Dạ là con Mùi. Con Mùi đâu? Lôi nó vô đây cho tôi. Cái thứ đầy tớ dám làm hại chúng nhà hả? Mày nghe tao nói đi, mày phải khai ra sự thật cho rõ ràng, bằng không tao sẽ kêu lính công đầu bỏ tù mày mặc kiếp nó ra. Có phải chính mày làm việc tài trời này không hả? Dạ, con lại ông. Ông tha cho con, con biết tội của con rồi. Mùi à, tôi biết Mùi không có gan làm chuyện như vậy. Cớ chi mà bày kế cho tôi ăn cháo trộn miếng chai đặng hại con tôi chứ? Chắc Mùi cũng có điều chi giấu kín trong lòng, hay ai đó ép Mùi đặng hại mẹ con tôi. Mùi có biết làm như vậy là tội nặng lắm không? Mùi mau khai ra, chứ không lẽ một mình phải gánh tội hết đa. Chờ, mày còn chờ gì mà không mau nói ra đi. Ai đã xúi giục mày làm chuyện thất đức này? Ai là người lập mưu bày kế cho mày hư? Có phải là người trong nhà này không? Nói. Dạ. Bà Mùi, chớ làm gì kỳ quá vậy? Sao tự nhiên lại tôi? Bà Hai kêu con á đổ tội cho bà nếu như sự việc bị bại lộ, nhưng con không đành lòng, con sợ làm vậy con còn mặt mũi nào con nhìn bà nữa chứ. Ý mày nói kẻ bày trò này là ai? Dạ là bà Hai. Ê, cái con này, mày láo xược quá đa. Cớ gì mà mày lại đổ hết tội xuống đầu tao chứ? Tao xúi mày hồi nào? Chính nó đã xúi mày mà. Bà ơi, việc đã lộ rồi. Cái con này bà làm thì bà nhận, chứ bà đừng có đổ oan cho bà Tư. Bà buộc con khai gian, ngặt con không đành lòng thấy người khác bị oan. Mày nói điên gì chứ?
xúi mày như vậy hồi nào. Mày phản chú, bà Hai. Con này tao xúi mày. Bà Hai đó. Bà Hai ơi. Nó nói láo đó. Ông đừng có tin nó. Mùi, có phải nó đã cho mày tiền rồi dụ dỗ mày đổ tội cho tao phải không? Thành Thành, tôi có thâm thù gì với cô đâu mà cô hạ tôi như vậy hả? Con người của cô thiệt là thất nhân. Cô dám bày mưu hại người, sao không dám nhận tội hả? Dạ, con đâu có dám nói lâu. Bà Hai, việc bà biểu á, bà Năm ăn canh mùa ngót rồi cố ý mắc cái giọng, đặng bà Năm ngồi lên sẽ đứt, là do bà biểu con làm mà. Việc này bà cả cũng đã tỏ đó đa. Bà cũng biết hả? Dạ, tôi biết. Và đã khuyên răng ngăn cản em Hai. Nhưng thiệt là chứng nào tật nấy. Tôi nghĩ em Tị Hiềm ganh ghét với em Năm. Tôi đâu có dè em tàn nhẫn, mất nhân tính như vậy với em Hai. Cái kế của em thiệt là thất nhân ác đức. Mấy người á, to rạp để hại tôi mà. Ông à, ông đừng có nghe lời bọn họ. Tôi bị quan, tôi có xuống để cắt giọng, có xuống để nấu canh bồ ngót, nhưng tôi không có xuống để lấy miệng cha trộn vô cháo. Tôi không có, tôi không có. Lão Tam. Dạ. Kêu lính vô đây. Dạ. Mình à, việc này quả thiệt là bất nhân, nhưng cũng do tánh ích kỷ ghen ghét của đàn bà. Cũng may mà em Năm cũng chưa có bị hại. Hay là mình nên coi lại, chứ làm to chuyện sẽ rầy rà lắm đa. Em Ba nói đúng đó mình. Phải chi tôi nhất quyết làm rõ mấy chuyện trước đây thì đã không xảy ra thêm những chuyện như vậy. Xem ra tôi cũng có can dự trong chuyện này. Rủi lính tới đây mà tra xét á, thì lôi thôi lắm đa. Không lẽ người trong nhà lại bị tra vấn, đối nại y như tội nhân sao chứ? Con xin ba, con nghĩ má Hai chỉ nông nổi nhất thời, chớ nào giờ má đâu có làm việc thất nhân như vậy. Ba đừng làm lớn chuyện tội nghiệp má Hai. Lụa, lụa. Giam bà Hai với con Mùi lại. Việc này để tôi tính. Dạ. Ông, ông Hà quen tôi lắm à. Ông tha quen ơi. Tôi mà ông. Ông. Tôi không ở chỗ này được. Cho tôi ra khỏi đây đi. Có ai đó không? Đưa tôi đi gặp ông hội đồng đi. Ông à, tôi không có làm chuyện thất đức đó mà. Người ta đổ quan cho tôi mà. Mở cửa cho tôi ra mau, chứ tôi sợ lắm. Chắc tôi chết quá. Bà Hai, bà ngưng than giảng đi. Không có ai nghe bà nói đâu. Bà nên dành sức nghỉ ngơi đi, chứ đêm dài lắm đó đà. Mày còn dám lên tiếng nữa hả? Mùi, tao đâu có bạc đãi mày. Cứ chi mày lại hại tao đến nông nổi này chứ. Mày hùa theo tụi nó đặng đẩy tao vô chỗ chết hay sao? Thành Thành, nó cho mày bao nhiêu tiền hả? Còn con Mận, mày theo nó đi được lợi lộc gì? Cứ chi mày lại giúp tụi nó hả? Mày không nhớ khi bị nó tát sưng mặt sưng mày, chỉ có tao là người đứng ra binh vực cho mày sao? Phải, nhờ có bà mà tôi mới được người ta tát tới trào máu đó đa. Rồi cũng nhờ có cái uy của bà mà tôi mới bị chôn sống nữa. Mày nói cái gì hả? Cái quân phản phúc kia. Thank you.
Đi chợ về hả Mùi? Tôi làm chi á, thay kệ tôi. Mắc mớ chi tới cô chứ? Cớ chi thấy tôi á mà né tránh như vậy? Cô sợ tôi rồi sao? Mận, cô đừng có phách lối lên mặt với tôi nghe. Bộ cô tưởng làm bà Năm rồi, ỷ vô cái thai rồi muốn làm trời làm đất gì cũng được hay sao? Tôi không nể cô đâu. Cô nói hay lắm, tôi thích cái tánh thẳng thắn của cô đó nghe. Nhưng tôi không ưa tới gần cô. Tránh ra cho tôi đi. Mày tưởng có thể đè đầu cởi cổ tao được sao? À! Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Có ai không? Làm ơn cứu tôi với! Có ai không? Hả? Có ai không? Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với! Thì ra là cô hả? Có bài trò hại tôi sao? Cô thấy làm sao? Có thích không? Sao cô làm việc đê tiện này chứ? Tưởng như vậy là dọa được tôi sao? Ừ, như vậy á sao làm cho cô sợ được? Phải thêm chút đỉnh cho vui hen. Mận, cô định làm gì? Mận, Mận, cô làm gì vậy? Cô đừng làm bậy nha. Mận, cô làm gì vậy? Hả? Cô có biết vật chi trong này không? Tôi nghĩ chắc là vài ba con rắn chi đó. Tôi cầm mà còn thấy ghê. Không biết rủi tuột tay nó rớt xuống thì sao chứ. Nè, cô đừng làm bậy nha. Tôi có làm chi mà bậy đâu nè. Cái này á là do tôi tuột tay rớt mà. Mùi, trước đây cô đối tôi thế nào á cô biết rõ hơn tôi. Tôi đã thề với lòng, sau khi tôi leo lên được cái địa vị cao sang này thì người đầu tiên tôi báo thù sẽ là cô đó Đa. Có ai không cứu tôi với? Có ai không? Giờ tôi tỏa ý rồi. Nhưng mà tôi sẽ hại cho cô chết nữa thôi. Tôi xin cô mà Mận. Mận ơi. Mận ơi. Cô đừng làm vậy, tôi sợ lắm. Tôi dám xin cô mà. Mận. Mận ơi, cô đừng có tàn nhẫn như vậy mà. Gọi tao là bà Năm. Dạ, dạ, dạ. Bà Năm, bà Năm, xin bà tha cho con. Bà kéo con lên đi bà Năm. Con rồi, xin bà tha cho con. Chắc mày nghĩ tao sẽ thù mày và không tha cho mày chứ chi. Thiệt ra tao cũng muốn hại cho mày chết lắm, nhưng mà nếu tao làm như vậy thì có khác chứ tao ngang hàng với mày. Mùi à, tao đã tha cho mày thì đổi lại mày phải giúp cho tao một việc. Dạ. Bà biểu bằng gì? Con cũng bằng hết á.
Miễn sao bà đừng có thù con nữa. Tao biết chủ của mày muốn tao chết phức cho xong, cho nên không ngừng nghĩ kế hại tao. Mày phải nói thiệt cho tao biết là bà đang toan tính việc chi. Bà muốn con phản bội bà hay sao? Bà mà biết được bà giết con chết đó bà. Vậy thì mày cũng nên nhớ, nếu như mày không giúp tao thì mày cũng chết không toàn thây đó Đa. Tao nói thì tao sẽ làm. Vậy nếu con học lại bà chuyện này thì tội lỗi trước đây của con bà sẽ bỏ qua hết? Bà sẽ bỏ qua hết cho con sao? Tao hứa là sẽ bỏ qua hết để mày sống yên ổn. Nhưng mà còn 6 cái tát mày tát tao trước đây thì tao không thể bỏ qua được. Tao phải trả cho mày đủ 6 cái, xem như huề nghe không? Mày cầm chút đỉnh tiền đi bốc thuốc uống cho đỡ sưng đi. Tao cũng hơi mạnh tay, nhưng nếu không làm như vậy làm sao bà Hai với bà Tư tin mày mà thù tao tới tận xương tủy. Thấy mày như vậy tao cũng tội nghiệp. Nhưng nói thiệt, tao tát cũng sướng tay quá đà. Bây giờ bà muốn tôi làm gì đây? Mày phải lập trước kéo hai người đó lại gần, rồi nói vài lời dèm pha, đặng họ thù tao luôn nữa. Chắc chắn họ sẽ tức tối mà bày kế hại tao đó Đa. Mày nhớ phải làm chu đáo việc họ giao, có vậy họ mới tin mày thiệt lòng muốn trả thù riêng. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm theo lời bà dặn. Để coi mấy người còn ra mặt thị huy được bao lâu nữa. Bà cả thì nhân từ, còn bà ba thì nhu nhược nên mấy người được lờ chết chi. Chờ đó, cứ từ từ mà nhận quả báo. Con Mận này sẽ ra tay trừ gian diệt ác. À quên, bà Năm sẽ trừng trị bà Hai và bà Tư mới đúng chứ. Chứ mày thông đồng với tụi nó hại tao từ khi nào hả? Có phải tụi nó bày mưu sắp kế đâu ra đó rồi biểu mày dụ tao rơi vô bẫy chứ chi? Mày nói đi chứ. Tao thì có mắt như mù, rõ ràng là mày a tòng với tụi nó. Từ khi xảy ra chuyện tôi canh với cái giỏng mà. Tao nói đúng không? Mày có nói với họ theo lời tao dặn không? Chứ dòm họ lúc đó ra sao? Dạ, khi nghe tôi nói mấy lời cay độc y như lời bà dặn, họ giận lung lắm. Chứ họ đã sắp kế gì chưa? Ai cũng nhắm vô cái thai của bà để triệt cho bằng được. Vì họ biết đây là cái bùa hộ mệnh của tao mà. Nhưng kế của họ là chi? Dạ, bà Hai nói đợt bà có thai nằm giọng mà bị đứt té xuống thì rất dễ bị hư thai đó Đa. Vậy á, muốn biết có đúng hay không thì làm thử rồi biết chứ chi. Ý bà nói bà biểu sao á thì mày cứ làm theo đi.
Sau việc cái giỏng không thành thì bà hai có kế chi nữa không? Dạ, bà tức lung lắm. Coi mồi, bà còn muốn tìm kế khác đặng trả thù. Có điều, bà sợ bà cả nghi ngờ nên còn chưa dám ra tay. Đúng thiệt là bà hai. Vậy Thanh Thanh thì sao? Tôi thấy bà Tư có vẻ là đang chờ bà hai ra tay, chứ không có nói năng chi. Tao thừa sức biết tâm trí của mấy người đó. Bà hai tuy ăn nói sẵn sớm nhưng lại rất nhát gan. Còn Thanh Thanh thì bụng dạ hiểm ác, nhưng không làm việc hồ đồ. Để coi, chắc tao phải lập kế đặng họ ra tay cho nhanh. Bà tính làm gì? Mày về mách với bà hai là ăn canh bồ ngót sẽ bị sảy thai. Sau đó tao sẽ nói thấy trong người nóng bức, đặng nhờ bà hai bày ăn món chi cho má. Tao sẽ lấy cớ bị mệt không xuống ăn cơm. Mày chờ tới khi bà cả có mặt rồi bưng mâm cơm vô phòng cho tao, nghe không? Dạ, tôi nhớ rồi. Vậy bà còn dặn gì thêm nữa không? Không, nhớ làm theo lời tao dặn là được rồi. Dạ, tôi biết rồi. Sau khi bà hai ra tay không thành thì sẽ tới lượt mày phải không Thanh Thanh? Tao phải chọc giận mày, đặng mày lộ ra cái tâm địa bất chánh độc ác chứ. Mày dám sai người đục thùng gây hại tao chết sao? Mối thù đó tao sẽ không quên đâu. Để coi ai là người chết trước nghe Thanh Thanh. Tao thù mày, tao hận mày lung lắm. Tao mà ra khỏi nơi đây thì mày biết tay tao. Thiệt là nuôi ông tay áo mà. Trời ơi, sao lâu nay tao không nhận ra lòng giả hiếm độc của mày chứ? Ai đó? Có phải bà Phương không? Thằng Hải hay thằng Đực hả? Ông hội đồng biểu ra đưa tao vô nhà tranh phải không? Cô xuống đây làm chi? Xuống để tận mắt chứng kiến đặng bỉ mặt tôi hay sao? Chị hai à, chị đừng nói như vậy. Em đâu phải là người hẹp hòi cố chấp. Vậy chứ cô muốn gì? Làm bộ nhân từ xuống nói vài lời thương hại tôi sao? Tôi không cần đâu. Ai mà thương hại em đâu. Chị cả, chị cả ơi, em bị oan mà chị. Chị đi nói với ông giùm em đi chị. Rồi em sẽ kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho chị nghe. Chị xuống là cũng để mở cửa cho em nè. Em lên phòng tắm rửa sạch sẽ đi. Dạ, em cảm ơn chị cả. Chỉ có chị nói thì ông mới chịu nghe thôi. Mà cũng chỉ có chị mới cứu em ra khỏi cảnh oan ức này. Em lầm rồi. Người khiến ông suy nghĩ lại và bằng lòng tha cho em đó là em ba đây. Em nên cảm ơn cổ. Lệ Hằng giúp tôi sao? Chị cả à, chị em mình dầu sao cũng là vợ của ông. Đã sống chung một nhà rồi thì phải biết thương yêu nhau chứ. Chị cũng nói giúp chị hai, chứ đâu chỉ riêng em. Thôi, chuyện đó Hà Hội phân giải. Bây giờ cũng đã khuya rồi, em hai về phòng tắm rửa rồi ngủ đi. Sớm mai hãy qua xin lỗi ông. Dạ. Bà cả, bà ba, con lại hai bà.
tin bà thương con. Con là phận tôi tớ hèn mọn, chủ sai thì con phải làm. Con đâu có dám cãi. Con lại hai bà, hai bà cứu con với. Bà cả bà ba. Tao nói thiệt, ở cái nhà này ai nghĩ gì tao biết hết. Ở bên ngoài đối đãi tử tế với nhau, chứ bên trong chỉ toàn là ganh ghét tị hiềm. Họ muốn chết bớt còn không hết, chứ hơi sức nào để tâm tới người khác. Con thấy bà cả thì phúc hậu nhân từ, còn bà ba thì ngó bộ hiền lành nhẫn nhịn. Không lẽ lòng dạ của họ lại thâm độc như vậy? Mày cứ để từ từ rồi coi tao nói có đúng không. Có câu biết mặt mà không biết lòng đó đa. Nhưng thôi, mượt kệ bọn họ. Có cho họ hợp sức lại cũng chưa chắc làm hại được tao. Rốt cuộc rồi mày cũng thoát chết hen. Nghe nói bà Tư đã xin ông tha cho mày hử? Chắc bà muốn mày mang ơn cứu mạng, đặng nghe theo lời bà sai biểu cho chi. Thôi kệ, bà cứu mày cũng được. Nhờ vậy mà tao còn có người để sai khiến đó đa. À, còn việc này tao muốn hỏi mày, cớ chi mày lại đổ tội cho bà hai? Có phải bà Tư sai mày làm như vậy không? Sao mà bà có thể khiến mày quay lại hại chủ như vậy hả? Hay là mày đã làm việc chi quấy để bà biết, cho nên là bà đe dọa mày? Dạ, tuy việc xảy ra không theo ý của bà, nhưng như vậy thì bà cũng có lợi mà, phải không? Ai chết cũng không can dự chi đến tao. Nhưng mà mày làm tao thấy bất ngờ. Cớ chi tao muốn mày hại Thanh Thanh mà mày lại làm nghịch ý tao chứ?
Tôi biết. Trước đây chính bà Tư sai người đục ghe muốn hại bà chết, nên bà mới thù bà Lung vậy. Nhưng nếu bà triệt bà Tư thì bà Hai sẽ dè chừng, sau này bà cũng khó mà ra tay với bà. Với lại bà nghĩ coi, bà Tư là người lắm mưu nhiều kế, rủi bà thoát nạn rồi quay lại xúi dục người khác hại bà thì sao chứ. Chi bằng mình cứ để dụng kế gây chia rẽ, đặng họ tự hại nhau. Như vậy bà sẽ không tốn công nhọc sức chi mà còn trả được thù nữa đó Đa. Chèn ơi, mày cũng đa mưu túc trí quá Đa. Tao không ngờ mày gian xảo như vậy. Ngay cả bà Hai á, mày cũng dám trở mặt như vậy. Thì thiệt là ghê gớm đó chứ. Cớ chi mày lại nghĩ ra được kế này? Thì tất nước cũng dở bờ mà. Lâu nay tôi nhịn nhục hầu hạ bả, chứ trong lòng á, tôi cũng muốn được trả thù cho những việc mà bả đã hành hạ bạc đãi tôi. Nhưng giờ bả còn sống sờ sờ ra đó thì mày hãy coi chừng. Tôi nghĩ bả không hơi sức nào để ý tới tôi. Bả còn phải dụng kế hại cho được Thanh Thanh mới nư giận. Mày đúng là suy nghĩ rất là thấu đáo. Tao hơi hối hận vì đã coi thường mày. Nhưng mà việc tao chọn mày làm tay sai thì không hề uổng phí. Có điều tao nhắc cho mày nhớ, tao không dạy như bà Hai đâu. Cho nên là mày đừng hòng đâm lén sau lưng tao nghe không. Kìa bà tới trễ quá Đa. Tôi đã nói chuyện với bà Năm, coi bộ bà cũng không tức giận những việc tôi đã làm vừa rồi. Bà buộc lòng phải chịu thôi, vì bà biết còn sai khiến được mày mà. Chắc bà cũng không ngờ mày lại biết dụng kế hay như vậy, có phải không? Bà dư sức biết kế đó không phải của tôi mà. Tôi còn lâu mới nghĩ ra được mưu sâu kế độc hay được như vậy. Thì có sao đâu nè, mày rất khôn khi biết lựa người mà theo. Có như vậy mới sống nổi ở đây, nghe không con? Giờ bà muốn tôi làm việc chi nữa? Ai sẽ là người tiếp theo mà bà muốn tôi ra tay đây? Thủng thẳng rồi tao bày cho mừng. Việc gì cũng phải biết tính toán kỹ càng, như vậy mới thu được lợi mà không phải tốn công. Mày hiểu chứ? Em Năm, em ngồi đi. Dạ mời ông. Mời bà. Mọi người ăn cơm đi. Dạ, mình cho tôi nói vài lời trước khi ăn cơm. Thiệt tình là hôm nay á, nhìn mặt mọi người á, tôi thấy rất khổ thẹn. Chỉ vì một phút chốc suy nghĩ chưa thấu đáo, giống như ma quỷ xui khiến, nên tôi gây ra chuyện có lỗi với mình, với em Năm và mọi người. Tôi đã thành tâm hối lỗi, mong mình và mọi người niệm tình tha thứ cho. Em Hai đã nói ra được điều này chứng tỏ em đã biết việc mình làm là quấy và ăn năn hối lỗi. Mọi người
cũng không chấp nhất gì em đâu. Em nên cảm ơn ông đã rộng dung cho em đó đa. Dạ. Dạ. Tôi đội ơn mình. Tôi biết mình đã khoan dung độ lượng nên tôi mới còn ngồi đây ăn cơm với cả nhà. Sẵn tiện là tôi xin phép mình từ nay cho tôi được ăn chay. Tuy là có hơi mất công một chút, nhưng đó cũng là tâm nguyện của tôi. Nó sẽ nhắc nhở tôi làm điều thiện, tránh xa điều ác. Chị hai quả thiệt là người có căn tu chứ. Chị làm em thấy cảm động quá à. Em cũng muốn ăn chay theo chị, nhưng chắc kiếp trước em dụng tu nên kiếp này em ăn chay không nổi. Nếu chị hai muốn vậy thì chị cả nên nói với nhà bếp mỗi bữa làm thêm một phần cơm chay. Như vậy là hai phần chay để cho chị hai và chị cả dùng. Chị thấy có được không? À, chi mà nhọc công dữ vậy? Em ăn phần còn dư của chị cả cũng được mà. Sao lại ăn dư chứ? Để chị kêu lão Tam mỗi bữa làm thêm một phần chay cho em. Nãy giờ sao em lặng thinh vậy em Năm? Chị hai đang muốn nghe em nói một lời tha thứ đó đa. Dẫu sao chị cũng là người có lỗi với em, chứ đâu phải chị hay chị cả, chị ba. Chị hai đã biết lỗi thì em cũng đâu chấp nhất làm chi. Với lại em là nhỏ, sao dám bắt lỗi người lớn chứ. Phải vậy không chị hai? Mời mình ăn cơm. Để đó cho tôi chị Phương. Úi, em Năm, em đang mang thai, không nên cúi xuống, để chị lụm cho. Tôi đã thề với lòng, khi nào tôi thoát khỏi thân phận tôi đòi thì bà phải là người đầu tiên quỳ gối trước mặt tôi. Mày cũng đừng có giỏi đắc thắng. Rồi có ngày á, tao cũng đè đầu cởi cổ mày thôi con ranh. Cái ngày đó e là không bao giờ có đâu. Dạ. Em cảm ơn chị hai. Chị em trong nhà hòa thuận, vui vẻ với nhau như vậy mới gọi là trong ấm ngoài êm đó đà. Tôi cũng thấy vui trong dạ. Từ rồi mọi người cũng nên bỏ qua hết cái chuyện cũ, đừng để bụng làm chi. Thôi, mình ăn cơm đi. Dạ. Em Tư. À, chị cả. Em Tư nè, em có sao không? Nghe em hai về báo chị đã cho người á chạy đi tìm em khắp nơi. Dạ em không sao đâu chị. Coi kìa, quần áo đầu tóc em xóc xếch. Tụi vô côn đó có làm hại em chỗ nào không? Dạ không, tụi nó chỉ cần lấy tiền. Em đưa hết tiền nên chúng tha cho em đi. Vậy là còn may mắn lắm đó đa. Thôi em vào tắm rửa thay đồ, coi nghỉ ngơi cho lại sức nghe không? Dạ.
Em xin phép chị. Thời buổi bây giờ trộm cướp lung quá. Thiệt không biết sao mà phòng nữa. Vậy mà chú em mày á, nói việc này không khó chi. Tiền á, thì tôi cũng đã đưa hết rồi. Vậy mà không làm nên trò trống gì là sao chứ? Tôi cũng đâu có về lại xảy ra cớ sự như vậy. Mọi việc đã theo đúng sự sắp đặt của bà. Tự dưng ở đâu có thằng què nhảy vô phá đám. Ủa, thằng què nào? Nó là ai? Tôi cũng không biết. Khi không nó xuất hiện rồi dắt bà ta chạy mất. Tụi tôi được theo mà không kịp. Mà bà đừng lo, tôi đã nhận tiền của bà thì phải mần cho xong việc, chứ tôi không có bỏ ngang như vậy đâu. Thôi, mấy chú khoan ra tay đã. Chắc chắn sau chuyện này nó sẽ dè chừng, không dám ra ngoài nữa đâu. Nhưng tiền bà đưa cho tôi đã xài hết rồi, không còn một cát nữa, sao có thể trả lại cho bà? Hay bà còn kẻ thù nào khác muốn tôi ra tay nữa không? Chèn đét ơi, chú làm như tôi có nhiều kẻ thù lắm không bằng. Mới có một đứa à, mà tôi đã sống không yên rồi. Chớ nhiều đứa như vậy thì tôi chết chứ sao sống nổi. Thôi, cứ coi như là tôi nợ bà, rồi tôi sẽ tìm cách trả lại cho bà sau. Đi mày. Ừ. Chớ ông muốn hỏi thăm ai? Dạ, tôi muốn mua lông vịt, lông gà. À, cái đó khi nào có đám giỗ, đám tiệc mới có chứ. Ờ, vậy thì bữa khác tôi ghé nghe. Dạ, dạ. Dạ, con xin lỗi bà. Việc gì mà ngó cầu dấn giác quá đa? Dạ, mới nãy á, có người đợi ông đòi mua lông vịt lông gà. Con vừa thấy ổng quen quen mà không nhớ gặp hồi nào. Người ta mua lông vịt lông gà thì có chi đâu mà lạ. Dạ, nhưng ông này á, ngó điệu bộ khả nghi lắm. Dòm giống y như ăn trộm vậy đó. Nhất là cái bộ đi khập khiễng, sao thấy quen quá chứ. Ừ? Dạ, con xin phép bà. Chi anh lại tới đây? Hoa đang túng dữ lắm nên cần em giúp đỡ. Anh có biết ra mặt như vậy là bất lợi cho cả anh và tôi không hả? Thì Hoa cũng có ý đón đường em, nhưng mấy ngày nay Hoa không thấy em ra khỏi nhà nên Hoa đánh liều tới đây vậy đó mà. Nè, anh cầm tiền rồi đi liền nghe không?
Anh cười cái giống gì vậy? Em đưa tiền cho Hoa mà như bố thí cho ăn mài vậy đó đa. Anh nói gì kỳ khôi dữ. Hoa nói thiệt, nếu chỉ cần mấy đồng bạc lẻ này thì Hoa đâu có liều mạng đến đây chứ. Chứ anh cần bao nhiêu? 3.000. 3.000? Anh cần nhiều tiền như vậy đặng làm chi? Lâu nay Hoa mần việc chi cũng thất bại hết, nợ nần chồng chất nên Hoa cần tiền để trả nợ. Tôi làm gì có 3.000 mà đưa cho anh chứ. Em khéo nói chơi quá đa. Tiến là vợ của hội đồng, nhà cao cửa rộng, bạc tiền đầy giấy, mà 3.000 cũng không có nữa đa. Thiệt tình là tôi không có nhiều tiền như vậy. Nếu anh cần thì tôi chỉ có chút đỉnh đặng gửi cho anh thôi. Vậy thì xui xẻo quá đà. Bây giờ em không có. Vậy ngày mới, ngày mốt thì sao? Hoa sẽ ráng chờ, cho tới khi em đủ tiền đưa cho Hoa thì thôi. Anh nói vậy tức là muốn đe dọa tôi sao? Em đừng có nổi giận chỉ cho nó mất công. Hoa nói vẫn chơi với em thôi mà. Thôi được, tôi sẽ cố lo cho đủ số tiền anh cần. Nhưng 2 bữa nữa anh đến chỗ hôm bữa mình gặp nhau, rồi tôi sẽ đưa. Nhớ, từ đây tới lúc đó anh không được lai vãng ở đây nữa, nghe không? Được. Em đừng có thất hứa hay là trốn tránh Hoa đó. Hoa sẽ hẹn với chủ nợ cho khất tới ngày đó. Đừng có làm Hoa trễ hẹn nghe. Nè, nè, chủ nợ họ không có để yên đâu. Chú đi đi, đã nói là không có lông vịt lông gà gì hết mà. Dạ. Cứ sớ rớ ở đây hoài coi chừng. Dạ, chó. Dạ. Cắn đó. Dạ đi, dạ, đi. Dạ dạ tôi biết. Đi nhanh. À, dạ dạ tôi đi. À, ai bán lông gà lông vịt không? Ai có lông gà lông vịt bán không? Gì mà hốt hoảng vậy em? Anh không được thất lễ với tôi. Dẫu sao tôi cũng là gái đã có chồng. Anh làm vậy rồi có ai nhìn thấy thì hại đến danh tiếng của tôi. Em trở nên đoan chính từ khi nào vậy? Và khi về làm vợ ông hội đồng
Bà hội đồng không nói thiệt là em đã thất tiết với Hoàng Xuyên này rồi sao? Anh đừng có dở cái giọng cà rỡn đó, đặng chọc tức tôi. Đây, tiền của anh đây, đủ 3.000, không thiếu một cách đó đa. Em tài thiệt đó chứ, Hòa biết em lo được mà. Việc anh cần tôi đã lo xong, giờ thì đường ai nấy đi. Tôi cấm anh không được tìm gặp tôi nữa. Tôi không muốn dòm thấy cái bản mặt của anh. Thanh Thanh, em làm cái gì vậy? Đừng có chống cự, em không thoát khỏi tay của Hoa. Tôi ra. Lâu lắm rồi mình mới gặp nhau mà. Hoa thương em đúng lắm, chịu qua anh tí nghe. Buông ra. Dạ bà mới về. Chị Tư à, chị đi đâu về vậy? Chị cả kiếm chị nãy giờ đó ra à, tôi đi lên chùa trả lễ. Coi bộ chị cũng thành tâm hướng thiện quá đa. Tôi về phòng đây. À chị Tư à. Cớ chi lên chùa mà áo quần nhào nát vậy nè? Còn dính lá khô nữa chứ. Thì tại lúc nãy trên đường về tôi vấp té chứ chi. Làm cái giống gì mà giấu vậy? Ủa, thì ra là bà Hai. Vậy mà tôi tưởng là bà... Bà nào? Phải mà, bà Hai trong cái nhà này á, giờ có ai coi ra gì đâu chứ. Ngay cái tụi du côn kia mà còn dám giỡn mặt gạt tiền tôi nữa kìa. Ủa, bà nói chi lạ vậy? Có ai dám hỗn láo với bà đâu nè. Còn hôm trước á, tôi chỉ bà tới gặp cái đám du côn đòi nợ giùm. Không biết tụi nó đã mần xong việc chưa mà sao thấy bà có vẻ không vui vậy đó. Nhắc tới thêm tức cạnh thông à. Tụi nó đã không đòi được nợ thì phải trả tiền công lại cho tôi chứ. Đằng này nó quịch luôn rồi. Chèn ơi, cái quân đầu đường xó chợ đó gian lắm. Tôi đã dặn bà cẩn thận rồi mà, cớ chi bà lại giao hết tiền nong cho nó như vậy. Phải bà chịu nghe tôi thì đâu đến nổi. Ông đừng có lên mặt dạy khôn tôi. Mọi chuyện là do ông mà ra. Mau đi tìm tụi nó đòi lại tiền cho tôi. Bà Hai nói kỳ khôi quá đa. Tôi đi tìm người giùm bà, còn cái việc giữa bà với tụi nó tôi đâu có can dự vô.
Cớ chi bà bắt tôi phải chịu? Tôi không muốn nghe ông phân bua chi hết. Nói trong tuần này á, ông phải kêu tụi nó trả tiền lại cho tôi. Còn không hả, tôi không có để yên cho ông đâu. Bà ông trời ngó xuống mà coi nè, tự dưng thầy lai bằng chi mà khổ thân. Tiền đất đất này tuổi cứ chi lại dạy luôn vậy chứ. Có chuyện chi mà bà hai sẵn sớm với ông dữ đa? Bộ ông làm việc chi quấy với bà hả? Phải chi tôi làm quấy á, mà bà có rầy tôi cũng không tức. Đằng này cái số của tôi tới hồi mặt giận hay sao? Coi bộ ông rầu rĩ dữ đa. Nè, chuyện chi mà làm ông khó lung vậy? Kể cho tôi nghe thử, biết đâu tôi giúp được ông thì sao? Vậy bây giờ ông tính sao? Tôi rối trí quá nên tôi chưa biết tính sao nữa. Không có lấy được tiền thì không yên với bà hai đâu. Mà đi gặp cái đám du côn kia, chưa kịp mở miệng nó chém nát thay rồi, chứ đừng hòng đòi nợ. Ông Tam à, hay ông cứ đi gặp mấy người đó, rồi nó phải quấy với mấy người đó, coi họ tính sao. Tuy là tánh tình của người ta hung dữ, nhưng mà họ phải giữ chữ tín, đặng thiên hạ còn cậy nhờ nhiều việc nữa chứ. Trời ơi, bà làm gì rành tụi nó bằng tôi? Tụi nó mà chịu nói chuyện phải quấy, chắc tôi đi bằng cái đầu quá. Mà tôi nghĩ cũng tức thiệt, tôi làm ơn mà lại mắc quán là sao? Bây giờ ông không chịu đi gặp người ta thì thôi, ngồi đó mà chờ bị đuổi ra khỏi nhà nghe không? Bộ ông tưởng bà hai không nghĩ được kế đuổi ông đi đa? Bà đừng có nói xàm. Vậy thôi, tôi lo chi cho thất công. Ông muốn làm chi thì mực kệ ông, bị chém hay bị đuổi cũng không can dự gì tới tôi. Phương, Phương đừng bỏ qua lúc này mà. Qua đang cần có người cận kề giúp đỡ mà. Phương quay lại với Qua đi Phương nha. Ông ăn nói cái kiểu gì vậy? Ai nghe được là chết nghe không? Chứ không lẽ thấy Qua chết mà Phương không cứu? Tôi đã bài kế, nhưng ông không khứng thì chịu chứ biết làm sao. Vậy theo Phương qua đây tìm tụi du côn đang hỏi tội nó hả? Ông muốn bị chém chết hay sao mà đòi đi hỏi tội tụi nó? Mình chỉ tới để hỏi căn do, rồi sau đó phân tỏ cho họ thấy việc nào là phải, việc nào là quấy, để họ xui xui á, rồi mình mới nói tới chuyện tiền bạc. Như vậy á thì mới mong giải quyết được việc của bà hai, mà ông á cũng giữ được cái mạng để về đó đa. Theo Phương luận á thì cũng nhầm lý lắm, nhưng tính qua nào giờ ăn nói không khéo. Phải chi miệng mồm được lanh lẹ như Phương á thì mai ra. Chàng ơi, thôi được rồi, tôi sẽ đi với ông. Phương nói thiệt hả? Phương đi Tam hả? Phương đừng có gạt Tam nha. Bỏ cái tay tôi ra. Có Phương đi á, Qua không có sợ chi hết. Ông liệu thu xếp, hẹn tụi nó ra nói chuyện, rồi báo lại cho tôi, càng nhanh càng tốt, nghe không? Phương,
Em đúng là người đàn bà. Bảo trời đã định sẵn cho qua đó. Dạ, bây giờ tôi sẽ theo lão Tam đi gặp đứa Du Côn mà bà Hai đã thuê hại bà Tư, đặng trả cái hận hôm trước. Bà muốn tôi phải làm sao đây? Bà hãy dùng việc này mà dẫn dắt bà Tư theo dõi bà Hai nghe không? Vậy là bà muốn bà Tư lần theo dấu vết tới chỗ hẹn của tên Du Côn kia, đặng biết được sự thật kẻ bỏ tiền ra thuê mướn bọn chúng giết hại bà chính là bà Hai chứ chi? Bà cầm lấy số tiền này, coi như thu xếp ổn thỏa chuyện của lão Tam nghe. Có như vậy, sau này mình mới cậy được ổng giúp nhiều việc dễ dàng hơn. Dạ, tôi đã hiểu ý bà. Ừ. Tôi đã biết trước rồi mà, dễ giàu gì nó trả tiền lại. Cũng may là còn mạng trở về. Chớ lúc nãy chọc giận tụi nó nổi điên, nó mần thịt tôi với bà luôn rồi. Gì mà nhát hết à? Bà Phước. Cái gì? Thiệt tình á, là tôi lo lắm. Về biết làm sao ăn nói với bà Hai đây. Kỳ này chắc bị đuổi thiệt quá. Ông cứ nói á, là họ biểu á, bà Hai phải đích thân ra thì họ mới trả tiền. Ủa, tôi đâu có nghe nó nói vậy đâu. Thì mình đưa tiền cho hắn trả. Làm như vậy á, ông không bị mất lòng bên nào hết á. Hay, kế này thiệt là vẹn toàn á. Nhưng mà tiền đâu đưa cho tên đó đặng trả lại cho bà Hai chứ? Tiền lương của tôi bà trừ hết rồi. Để tôi đưa. Bà nói sao? Để tôi đưa. Không lẽ thấy ông chết mà tôi đứng nhìn? Phương, ơn nghĩa này qua biết lấy gì báo đáp cho em đây? Em làm qua mũi lòng muốn rơi lụy rồi nè. Bởi vậy Phương, bà làm chi mà cứ nhìn chăm hẩm ngoài đó vậy bà Phương? Dạ thưa bà, nãy giờ tôi để ý có một người đàn ông cứ lảng vảng trước nhà mình, y như là muốn dòm ngó chi trong nhà mình. Không biết hắn có ý đồ trộm cắp chi không. Hắn ta nhìn ra sao? Dạ tôi không dòm rõ mặt, nhưng tướng đi hơi khập khiễng, giống như là bị què một chân vậy đó. Dạ thôi, để tôi đi báo với bà cả, đặng bà kêu người canh phòng, chứ rủi gặp kẻ cướp thì sao? Khoan đã, bà lo xa quá. Biết đâu chỉ là người qua đường. Người ta thấy nhà cửa kinh dinh rộng rãi, người ta đứng ngó chơi chứ chi. Dạ, nếu bà nói vậy thì thôi, tôi báo bà cả làm chi cái thất công. Dạ. Cổ tới kìa. Cổ kìa. Ờ. Cô có việc cậy nhà tụi tôi giúp à? Phải, tôi muốn ông giúp tôi một việc. Ông hãy tìm giúp tôi một người đàn ông. Cô muốn tìm người đàn ông ra sao? Phải có cách chi để chúng tôi nhận dạng chứ. Đây, ông coi đi.
hắn ta ở miệt nào? Việc đó thì phải nhờ tới ông chứ, tôi không tỏ. Có mảnh giấy như vậy à mà kêu tụi tôi đi tìm, coi bộ như mò kim đáy biển rồi đó. Ông đừng có lo, hắn ta có một đặc điểm là chân trái bị què. Tôi nghĩ với bộ dạng đó thì ông chẳng khó khăn gì để tìm ra hắn. Tìm được rồi thì tụi tôi phải làm sao? Khi nào tìm được phải lập tức báo cho tôi biết liền, nghe không? Đây. Vậy người đó hẹn ông khi nào gặp mặt vậy? Ngày mai. Ông cẩn thận đó ra. Cái hạng người đó hay lực lộng lắm ra. Rồi có việc chi mà xảy ra thì ông phải ráng lo cho bà hai. Ông biết thân phận của ông rồi chứ. Bà hai mà gặp chuyện rủi thì ông đừng hòng giữ được mạng sống đó đa. Tôi biết rồi. Cớ chi bà cứ dặn tới dặn lui miết à? Bà làm cho tôi là con nít không bằng. Lại trời lại Phật, giúp con tránh khỏi tai ương kiếp nạn này. Còn nữa, ngày mai á, khi đi gặp với bà hai, tới gặp tụi kia đó, ông nhớ đem theo bịch đậu phộng. Trên đường đi á, ông lấy ra ăn cho tới khi nào gặp bọn họ mới ngưng, nghe không? Ủa, cớ chi đi đường mà phải ăn đậu phộng? Thì tôi nghe người ta nói làm như vậy thì mới bình an vô sự mà. Phương lo cho tánh mạng của Hoa lung vậy hả? Phương làm Hoa muốn rơi lụy nữa nè. Ông đi á rồi quay về sớm nghe, tôi chờ ông đó. Thank you.
Cớ chi cả ngày nay xui tấn mãn như vậy? Chắc sáng sớm gặp được bà nên mới xui mạt giận như vậy chứ. Đặt chân mới nè. Rồi, lắc. Lắc đi, lắc đi. Tài nha. Tiểu tiếp. Tiểu tiếp đi. Rồi, rồi, đi coi, đi coi. Tài đi. Đây coi. Đặt đi chưa? Tài phải xỉu vậy. Xỉu, xỉu, xỉu. Tài, tài, mọi người đặt đi. Đặt lẹ đi nè. Tao nói xỉu mà. Rồi hai đứa bay nè. Đặt lẹ đi. Nhanh lên, nhanh lên. Rồi đặt lẹ đi để vui nè. Xỉu đi, xỉu. Chết rồi, chết luôn. Vậy coi. Từ từ. Tôi đặt tài. Rồi, bỏ tay ra. Giờ nhanh nè. Thánh thần phù hộ cho con rắn này. Nhanh đi nè, nhanh đi nè. Tài, tài. Cúi nhanh đi. Tài, tài. 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 Chơi luôn. Tài, tài đi, tài, tài, lẹ lên nè. Rồi, tài luôn. Tài nè. Kì cái tài không? Đặt lẹ đi. Tài, tài, tài. Cui nè, đặt lẹ đi. Tài. Cui lẹ đi. Cui. Trời ơi lâu quá. Cui đi. Cui. Sao? Thằng kia có đặt tiếp không? Không thì xe ra cho người ta chơi. Lẹ đi. Nè. Đi. Trời ơi, thằng chả có cắt nào đâu mà chơi. Hết tiền đi ra ngoài chơi đi ông ơi. Xuống không ơi. Rồi, đi. Ra ngoài đi, đi đi. Đi đi. Trời. Khoan đã. Ám hoài. Đi ra ngoài đi. Ừ. Tôi thua lung quá. Cho tôi gỡ lại đi. Ê thôi đi, đi đi gỡ cái gì? Tiền đâu bỏ ra coi thử coi. Ờ. Trời ơi. Tôi không có sẵn bạc ở đây. Vậy cũng đồ chơi. Nhưng có gì sau này tôi sẽ trả đủ cho mấy người mà. Còn gặp thằng này nữa. Mày thua quá mày mất trí hả? Ờ. Đánh bạc chứ không phải trả nợ ở đâu. Ở đâu khất lại. Tiền còn chơi. Đi ra mau. Đi đi đi. Ám hoài. Đi ra đi. Đi ra đi. Cho tôi gỡ đi mà. Ai ta chơi nữa. Tôi không có gạt mấy người đâu. Tôi thua nhiều quá mà. Cho tôi gỡ lại đi. Cái thằng này. Gỡ gạt cái gì? Mày nói tụi tao phải tin à? Bộ dạng của mày có nhiều tiền dữ vậy ta? Tụi bay đâu? Lôi ra ngoài. Để người khác chơi nữa. Đi, đi, đi. Đừng mà. Đừng mà. Tôi gỡ lại đi. Tôi có người thân ở với ông hội đồng dính. Tôi có người thân ở đây. Buông ra. Đúng là mày khùng rồi. Cho tôi gỡ lại đi mà. Buông ra ai? Rồi, lẹ đặt vô, đặt vô, lẹ nè. Buông ra. Đi. Rồi, đặt vô, đặt vô. Buông tay anh ta ra. Xỉu đi. Tiền đây nè. Cho anh ta chơi tiếp đi. Rồi, tiền à. Đây, 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 tiền nè. Ừ. Gì nữa? Gì vậy? Tôi có tiền rồi nè. Còn ai dám đuổi tôi nữa không? Tránh ra coi. Tiền vô, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống đi. Ngồi xuống chơi đi. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống chơi đi. Rồi, chơi tiếp đi, đặt vô tiếp đi. Rồi, lấy tay. Rồi, đặt đi, đặt đi, để lắc nha. Vô nè, đặt đi. Chị đi chết tay nha. Xỉu nè. Rồi ai đặt nó đi, ai đặt nó đi. Đặt lẹ luôn. Cui nè, cui nè, cui nè. Tài. Xỉu, 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 xỉu. Rồi xong chưa, xong chưa, để cui nè. Lấy tay ra. Cui, 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 cui. Lẹ lên. Xỉu đi. Cui, cui, cui. Xỉu nè. 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 Tài. Rồi, chuẩn bị dán mới nha. Đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Cô làm cái giống gì mà đi theo tôi miết vậy? Tôi hứa là sẽ trả lại tiền cho cô. Đừng có đi theo tôi nữa. Số tiền cô cho tôi vay có đáng chi chứ? Ngày mai cô cứ đến sòng bạc đợi tôi, rồi tôi trả cho. Hình như ông nói là sẽ lấy tiền từ nhà ông hội đồng Vĩnh đúng không? Chứ người thân của ông là ai mà chịu cho ông tiền trả nợ vậy chứ? Cô đừng có tưởng cho tôi mượn tiền rồi có quyền căn dặn tôi nghe chưa? Tôi quen ai thì mặc kệ tôi. Miễn sao tôi có tiền trả cô thì thôi chứ. Được rồi. Ông có nhớ là ông thiếu tôi bao nhiêu tiền không? Ông chỉ nói không không như vậy, ai mà tin cho được?
rồi ông trốn luôn thì sao? Thằng này không có hèn như vậy. Tôi đã nói trả là sẽ trả. Tôi nghĩ chắc phải dùng cách này, ông sẽ không trốn nợ được. Ra tụi bay. Dạ dạ. Người làm gì vậy? Đây nè, tôi đã có tờ giấy này làm chứng. Nội trong ngày mai á, nếu mà ông không trả tiền cho tôi á, điểm chỉ vô. Tôi nhắc lại cho ông nhớ, nếu nội trong ngày mai ông không trả tiền cho tôi thì cái chân còn lại của ông sẽ trở thành tàn phế đó. Ông nhớ chưa? Về. Dạ. Mày cãi lời tao hả? Mày cãi lời tao hả? Mày cãi lời tao hả? Tao nói mày không nghe hả? Sao tao nói mày không biết nghe lời hả? Mày nè, mày nè, mày nè, mày cãi tao hả? Mày nè, ông già, mày, ông lại, ông lại, ông lại, nói chi mà ông lại hành hung cổ như vậy? Cậu đừng có xen vô việc của tôi nha. Không có tôi nuôi nấng thì nó chết mất thay rồi. Yên tâm đi, có tôi rồi. Tôi đã bỏ công bỏ sức nuôi nấng nó từ nhỏ, bây giờ tôi già, nó phải chăm sóc hầu hạ tôi chứ. Nó bỏ tôi đi theo cậu, bây giờ mình nên tôi phải sống sao đây? Cổ đi theo ông đang làm chuyện quấy sao? Tôi nói cho ông biết, ông cứ lường gạt thiên hạ như vậy, có ngày đó ở tù một kiếp đó đã. Tôi không có rảnh mà gian ca với cậu. Sang, theo tôi về mày đi. Nè, ông làm gì vậy hả? Em đừng sợ. Nè, tôi nói cho ông biết, nếu ông không ra khỏi nơi đây, tôi sẽ kêu lên bắt ông ngay lập tức. Đi. Mày giỏi lắm. Tao sẽ không để cho tụi mày sống yên thân đâu. Mày chờ đó đi. Không sao đâu mà, em đừng sợ. Ông đi rồi. Hay mình dọn đi nơi khác sống đi anh, tôi lo lắm. Nè, có Hoa ở đây rồi, không việc gì em phải lo hết. Ông mà còn dám bén mạng tới, Hoa sẽ kêu lính bỏ tù ông một công. Em yên tâm đi, ông gan trời nên mới dám chọc giận Hoa. Anh làm vậy á là tôi mang tội đó đó. Dẫu sao ổng cũng là người đã nuôi tôi từ nhỏ tới lớn, không có ổng tôi đã chết bờ chết bụi rồi, chứ được như bây giờ đó. Vậy bây giờ em muốn Hoa phải làm sao? Anh có thể ở lại đây với tôi được không? Tự nhiên tôi thấy bất an trong lòng quá.
Trời ơi. Sen à, Sen, Sen à, em có sao không? Sen à, Sen, Sen à, Sen, là anh nè. Không sao đâu, có anh luôn ở bên em mà. Đừng khóc nữa Sen à, ngoan nè, có anh luôn ở bên cạnh em mà. Không sao.